ngươi bắn cái gì mà như gãi ngứa ta vậy? Biến hình thành khủng lồ xanh siêu cấp. Mình đã có sức mạnh rồi, bây giờ đi chiến đấu thôi. Hãy xem sức mạnh của thằng làm đồ hút đây. Chiêu chiêu chiêu. Ha 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 ha. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Bây giờ ta sẽ ăn hết số kẹo này và biến thành quái vật mới thôi. Bây giờ cái quả này nha. Đây là quả chuối nè. Tiếp tục ăn quả dâu. Rồi ăn thêm quả bắp nữa. Wow, bỏ quái vật bồn cầu vô. Biến hình quái vật mới thôi. Wow, bộ dạng mới của ta là một quái vật khủng long. Tuyệt vời. Bây giờ ta sẽ đi phá hủy hết tất cả mọi thứ. Alo, siêu nhân nhện hả? Hãy tới kho quân sự. Chúng ta sẽ vận chuyển kho quân sự này tới một nơi khác. Dạ, em nghe rõ rồi anh ơi. Bây giờ em sẽ tới căn cứ quân sự ngay. Nè. Thôi, bây giờ mình sẽ ăn sáng rồi đợi siêu nhân nhện tới nha. Đây, lấy cái kẹo trong trống này ra. Rồi, ăn sáng thôi nào. Xịt sô-cô-la uống chích lên. Wow, ngon quá. Rất là thơm luôn. Thôi, ăn kẹo dẻo trong trống này thôi. Nhâm. Sô-cô-la uống chích cũng ngon quá. Trước tiên, ta phải đi kiếm đồ ăn cái đã. Có kẹo. Wow, hình như đây là kho quân sự. Có cả súng nữa nè. Được rồi. Tấn công kho quân sự thôi. Nè, tên kia, ngươi là ai? Sao dám bước chân vào kho quân sự vậy hả? Ồ, trong đây cũng có người sao? Ta là quái vật GVD Toilet, biến hình quái vật khủng long đây. À, thì ra là quái vật. Hãy xem đây. Ngươi bắn cái gì mà như gãi ngứa ta vậy? Sao cái tên này mạnh quá vậy? Wow, trong kho quân sự này nhiều vũ khí quá. Có cả xe tăng nè, có cả súng nữa. Bên trong này có cái gì đây? Wow, sô-cô-la ống chết. Ý, kẹo dẻo trong trống, máy bay trực thăng. Rồi, chiếc xe tăng này to quá. Đâu ta thử lên đây ngồi coi, không biết có đẹp không. Wow, mình ngồi lên chiếc xe tăng này thiệt là đẹp. Đâu, thử khởi động lên coi. Wow, xe tăng âm thanh hay quá. Tại bây giờ mình sẽ bắn thử nha. Wow, uy lực. Mình sẽ lấy chiếc xe tăng này đi phá hủy tất cả mọi thứ. Nào, xe tăng chở ta đi chiến đấu thôi. Chiến binh robot, anh bị sao vậy? Ây da, đau quá siêu nhân nhện ơi. Có một tên quái vật rất là mạnh tới đây tấn công anh. Hắn còn lấy một chiếc xe tăng đi nữa. Tên quái vật này mà đến nỗi mà đánh bại luôn cả anh hả? Anh có biết hắn là ai không? Hắn là quái vật KVD Toilet, biến hình thành quái vật khủng long. Hắn rất là mạnh luôn. Nghe nói hắn sẽ đi phá hủy tất cả mọi thứ đó. Không được rồi. Bây giờ phải làm cách nào để ngăn chặn hắn đây? Siêu nhân nhẹ, bây giờ em hãy đi qua nhà anh The Hulk để nhờ anh The Hulk giúp đỡ. Chỉ có anh The Hulk mới có sức mạnh để ngăn chặn được cái tên quái vật này thôi. Được rồi, anh đợi em xíu nha. Bây giờ em đi qua nhà anh The Hulk để nhờ anh The Hulk giúp đỡ. Bip 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 bip. Ra công trình làm việc các bạn ơi. Hôm nay công trình của chúng ta có rất là nhiều việc luôn đó. Rồi lấy sô-cô-la xe này ra ăn nha. Rồi xé sô-cô-la xe ra nha. Wow, sô-cô-la xe có hai lớp luôn. Đâu, mở cái lớp này ra trước coi. Không biết có cái gì ha. Ê, một bạn khủng long. Wow, bạn khủng long này nhìn đẹp quá à. Khủng long này màu vàng nha. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ xé cái lớp này ra. Xé ra nào. Wow, sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen nhìn ngon quá đi. Rồi, ăn sô-cô-la xe rồi làm việc thôi nào. Nhâm. Wow, ngon quá, các bạn ăn đi. Đâu, mình ăn với. Nhâm. Wow, sô-cô-la xe thơm quá đi. Ăn uống no nè. Rồi, bây giờ đi ra ngoài công trường làm việc nha. Bip 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 bip. Nhanh lên, trời mưa rồi. En.
sinh đó nào, cao sinh đó nào. Hai mệt quá đi, sao bây giờ những bạn chó cứu hộ chưa tới nữa. Anh Poly cậu múc cá coi, anh nghỉ ngơi xíu đi, anh ăn sáng nè, rồi mình làm việc tiếp nha. Nè, em mới mua cái kẹo dẻo mắt mà lô dưa hấu nè, anh ăn đi. Đâu, anh ăn thử coi. Nhâm nhâm nhâm, wow, kẹo dẻo mắt mà lô dưa hấu của em ngon quá, ăn hết luôn. Nhâm 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 nhâm, dẻo quá, dẻo quá. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một xíu, đợi những bạn chó cứu hộ tới rồi làm việc tiếp nha. Ây da, đau quá. Hello, xin chào hai anh Poly. Hai anh đợi tụi em có lâu không vậy? Hai, cuối cùng những bạn chó cứu hộ cũng đã tới rồi. Thôi cùng nhau làm việc đi nào. Khoan đã, tụi em có mang kẹo tới cho các anh nè. Đây là kẹo dẻ trái đất rất là ngon luôn đó. Anh Poly ăn đi. Xé kẹo ra ăn nào. Wow, kẹo dẻ trái đất thơm quá. Bên trong này có mứt nho nè. Mứt nho ngon chưa? Rồi, ăn thôi. Nhâm 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 nhâm. Kẹo của các bạn chó cứu hộ thiệt là ngon. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau làm việc nào. Ta sẽ đi phá hủy hết. Wow, phía trước có những chiếc xe công trình đang làm việc. Hãy xem sức mạnh của chiếc xe tăng đây. Ui da, đau quá, có ai không? Cứu với. Chưa hết đâu, đi vô tấn công. Xe tăng này thiệt là mạnh. Ta đã phá hủy hết những chiếc xe công trình rồi. Wow, ở đây có kẹo nữa nè. Ăn kẹo thôi. Nhâm. Anh The Hook ơi, có một tên quái vật rất là mạnh đang phá hủy thành phố của chúng ta. Anh hãy mau đi giải cứu thành phố đi nào. Cái gì? Quái vật sao? Được rồi, để anh đi giải quyết cái tên đó cho. Ăn cái xúc xích tăng cường sức mạnh nào. Rồi, xé xúc xích tăng cường sức mạnh này ra. Bên trong có sô-cô-la rất là ngon nè. Nhâm. Wow, ngon quá. Nhâm. Biến hình thành khủng lồ xanh siêu cấp. Mình đã có sức mạnh rồi, bây giờ đi chiến đấu thôi. Ăn uống no nê rồi, đi phá hủy tiếp thôi. Tên quái vật kia, tại sao ngươi lại phá hủy thành phố của bọn ta chứ? Hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi. Hãy xem sức mạnh của thằng lành đồ hút đây. Chiêu. Ai da, đau quá, sao lại có tên mạnh hơn ta được? Ngươi hãy đợi đó, ta sẽ trả thù.